xưa mẹ hát ngày nào, dù anh dù em đi suốt cuộc đời, một thời đàn bom, một thời gian khó, để có hôm nay mùa xuân đang đến. Một đời sang sang truyền thống vinh quang đất mẹ anh gian khó để có hôm nay mùa xuân đang đến. Quảng Nam đi trước về sau, câu dân ca nay thượng thắm nghĩa tình, ai đi đâu xa không nhớ cội nguồn, một lòng thủy chung một đời sang sang truyền thống vinh quang đất mẹ anh hùng. Quảng Nam tôi yêu. Yeah.
hướng con ra như thế để quả ngang. Nên hướng từ hạng hạ từ khó con ra như thế để quả ngang. Thì chủ là thì nào càng an vui thế cả sư tử cho con sử giá thì vàng. Như sư đã giữ hạng nhiên khó từ con ra như thế để quả ngang. Như sư đã giữ hạng con khó con ra như thế để quả ngang. Thì chủ là thì nào càng an vui thế cả chùa sư tử thì qua thành phố tâm bình và toàn thể đi đường quý ni sư chư cả đức ni hàng giả văn quân kế hạ của ba đạo tràng đều có mặt hôm nay được đến thị trung. Lời đầu tiên và trên hết xin được cung kính giới thiệu ni trưởng trưởng đoàn Ni trưởng Thượng Như Hạ Như, Phó Ương trưởng Tiểu Ban Hoằng Pháp, trụ trì Thiện Hòa và cũng là trưởng phân ban biên giới của Bà Rịa Vũng Tàu xin trân trọng cung kính giới thiệu. Tiếp đến xin trân trọng giới thiệu Ni trưởng Thượng Như Hạ Minh, Phó phân ban biên giới đặc trách các tỉnh miền Trung cũng cùng đi với đoàn để trở về thăm hỏi các trường hàng. Xin được giới thiệu Ni trưởng Thượng Từ Hạ Quyền, Phó phân ban biên giới của tỉnh Bình Phước. Ni sư Dương Hoa cũng là Phó phân ban biên giới tỉnh Bình Phước và đặc biệt là Ni sư Như Trí, ủy viên của phân ban biên giới Trung ương cùng với đoàn trở về thăm trường Hà. Và cuối cùng là tùy theo Ni Nhật Cương cũng xin tháp tùng các vị trở về thăm hỏi từ ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài chư tôn túc còn có các vị Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử Bình Phước cũng trở về để cùng đi cúng dường các trường hạ. Xin giới thiệu chung Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trưởng phân ban trung ương
rất là tha thiết đối với đàn hậu tấn chúng con, nhất là ở những tỉnh thành xa xôi như Quảng Nam chúng con. Quý Ngài đã thông cớ lại cái sức khỏe của mình mỗi ngày già yếu và mệt nhọc đã thăng lâm đến đây, chúng con rất là cảm động. Cho đi giới chúng con được thánh lễ thánh bát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đạt Chứng Minh. Nam mô Thánh Mẫu Diệu Đàm Chi Ni, Tát Đạt Chứng Minh. Nam mô Lịch Đại Tiền Bối Tứ Trụ Khai Kiến Giảng Đạo Vi Đồ Quảng Nam Thị Từ Chứng Giảng. Vượng với bậc Chư Sư Trưởng Chứng Minh, Giáo Phẩm Phân Ban Ông Trung Giới, Phân Ban Vi Giới Trung Ương Giáo Hội cùng chư vị trong đoàn. Vượng với bạc vị vị sư trưởng chứng minh phân ban, hưởng với bạc hiệu trưởng, trưởng phân ban, quý hiệu trưởng, quý hiệu sư cùng toàn thể chư tôn đức ni hiện tại Phật hạ trường. Thưa lễ nhiệm của chư tôn đức phân ban, con xin kính trình lễ quý ngài phân ban biên giới trung ương sơ lược ấp hoạt động phật sự của biên giới Quảng Nam. Hưởng với bạc quý ngài, Quảng Nam chúng con là một trong 47 phân ban trên 63 tỉnh thành toàn quốc. Nhân sự gồm có 22 vị, 2 lý trưởng chứng minh, 1 thư ban, 3 vị phó trực và điều hành, 2 thư ký, 1 chánh, 2 phó, 1 thủ quỹ, 12 ủy viên phụ trách riêng 12 đơn vị huyện thị thành phố trên địa bàn, 97 ngôi chùa, tỉnh thấp, tỉnh xá, cùng chúng ni toàn tỉnh tính những ngày hội nghị nhiệm kỳ 3, 2, 17, 2, 22 có 385 vị. Con số tuy thật khiêm tốn so với phân ban các tỉnh bạn, nhưng với Quảng Nam đây là một sự cố gắng không ngừng, chung sức, chung lòng, đoàn kết, đoàn hợp, dấn thân phụ đạo. Bởi địa thế Quảng Nam chúng con, phía Bắc tiếp giáp với Đà Nẵng, từ Túy Loan dạt dài tới dãy Trường Sơn, lên đến Đông Giao, Tây Giao, Đại Lộc, nối liền, dãy núi, đèo Lê, Quý Sơn, Phước Sơn, Phú Ninh, ngang qua núi Thành, giáp Quảng Ngãi, rồi xuôi về phía đông Thăng Bình, Xuyên, Điện Bằng, Hội An, cánh cửa Đại, núi biển cùng quanh. Vì thế khí hậu rất khắc nghiệt, hạ đấy nắng bức rắc da, cây cối ruộng đồng khô cháy, nên rồi nó cũng ảnh hưởng không nhỏ với hành giả tu tập, điều phục một cơn sâu nổi lên khi tiếp xúc với hoàn cảnh bất như ý, để xứng danh là con gái dòng Phật thích. Quả là không phải dễ, đông sang rét buông nước da, bão lũ cùng, nhà cửa ngập chìm trong biển nước, ngược chiều, đồng bào Phật tử cũng không khỏi cảnh ấy. Những lúc như thế, chư hành giả, hành với lái sự không ai bảo ai, đều vận động tài vật từ các nhà hảo tâm hưởng dương khắp nơi, bắt đầu thượng nguồn, leo đầu, đầu dốc, xuôi những con đồng ngang qua lại sông Thu, đến tận vùng sông nước Duy Hải, chia sẻ cùng đồng bào nơi đây chút cơm, tí mắm, chút mì, vân vân. Như tổng báo cáo tổng kết hàng năm mà chúng con đã trình về quý ngài, sau sứ mệnh đem mắt thương nhiệm cuộc đời tới sau thì chúng con phải nói là đã cả người. Những lúc này thời khóa và công phu tu tập dễ cuốn theo dòng nước lũ, nếu không luôn luôn nghĩ đến nghĩa cử thiết tha thành khẩn xin Phật xuất gia đến rách nát cả đôi chân khuê các của tổ mẫu Kiều Đồng Di, còn những lời sách tấn của tổ Phi Sơn, tôi phụ phục hy vọng có thể đã dấy lên ý chí quyết liệt, hoặc là người xuất gia tôi ba thứ ăn mặc ngủ không cần phải đầy đủ, nên chúng con coi như một ngọn roi đánh thức mạnh cái vào người thì mới có thể mạnh dạn tung cái chăn ấm ra khỏi thân. Mỗi khi nghe tiếng chuông báo thức đến giờ công phu giữa cái trời rách bút cam cam về mùa đông, hưởng với bạc quý ngàn, chúng con trọc nghĩ có lẽ mình cũng có phước duyên thật sâu dài nên mới được dựng vào hàng ni lưu thích tử. Những y báo chung quanh cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng chỉ là thử thách và tôi còn thêm
cho các hành giả đi đường tìm về quê hương muôn thuở. Củng cố nội lực mới là vấn đề cần yếu. Vì thế, vừa qua sư trụ phân băng chúng con đã và đang thực hiện kế hoạch mỗi tháng chư ni tập trung một ngày thinh lặng tại trụ sở ni giới chùa Hội Thắng. Nhưng vì chùa đã xây dựng tăng xá nên sư trưởng làm theo từng việc trước. Trước tiên là nguyện đi xuyên đầu năm nay vào 20 tháng giêng năm Mậu Tuất, sư trưởng đã đích thân dẫn chúng tại chùa Hòa Quang Di Sơn có 54 hành giả dự tu. Tháng 2 âm lịch tại chùa Giác Vân Di Thành có 46 hành giả dự tu. Tháng 3 âm lịch tại chùa Quán Thế Âm thị trấn Nam Phước có 52 hành giả dự tu. Đến tháng 4 là mùa an cư kiết hạ tập trung của chúng con, trừ điều chúng và chư ni đi học ở xa an cư tại trường nội trú hoặc đăng ký tại trú xứ an cư gần trường cho tiện việc học. Còn lại đều là an cư hoặc tùng hạ tại ba trụ sở xứ ni ở trong tỉnh, đó là chùa Bảo Thắng, Hội An, chùa Châu Phong, Điện Bằng, chùa Diệu Quang, Tam Kỳ. Tại Bảo Thắng, Hội An, tổng số chúng con an cư là 148 vị, tỳ kheo ni 104 vị, thích xoa 14 vị, sa di 15 vị, điệu 15 vị. Và tại chùa Châu Phong, Điện Bằng, tổng số là 64 vị, tỳ kheo ni 38 vị, thích xoa 17 vị, sa di ni 9 vị. Chùa Diệu Quang, Tam Kỳ, tổng số là 66 vị, tỳ kheo ni 59 vị, thích xoa 7 vị. Tổng số hành giả an cư toàn tỉnh là 263 vị. Và chúng con Bố Tát mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 14 và ngày 30, và một tuần chúng con tổ chức dạy lục tiểu cho các em nhỏ là 3 buổi, tại vì trường là nghỉ, và tụng kinh khuya, tối cũng như sáng và chiều là tọa thiền. Ngoài những giờ tụng kinh, chúng con cùng nhau tuyên lục hưởng bất tập chư vị đi trưởng phân ban chứng minh cùng chư phân ban biên giới trung ương hôm nay và bây giờ trong bầu không khí trang nghiêm giữa hạ trường Bảo Thắng với cái nắng oi bức của mùa hè. Nhưng tất cả biên giới của chúng con cảm nghe được hơi thở và luồng không khí ấm lành, mát dịu từ bế ngài mang lại như người mẹ, người chị đi xa về thăm lại đứa con, đứa em, đưa chân trâu nơi quê nhà thấy vậy. Nên mấy điều chúng con vừa bọc tập như những chú đồng đang bí vô thâm sự với mẹ, với chị mình để học hỏi các chân trâu kỹ năng điều phục con trâu được quan hiền đúng hơn báo cáo hoặc cảnh. Thế nên có nhiều sai sót không đúng trọng tâm hoặc cái an thiếu mặt nào khiến quý ngài ngồi âu mỏi mặt đến xin quý ngài quan hệ tướng đổi và chỉ giáo cho chúng con thánh chất chư con chuyển đức phát triển tinh an tạo thọ miên trường tệ đang thường chiếu phật sự viên thành thánh chúc toàn thể hội chúng an cư tỉnh ngũ tù viên mãn. Nam mô thường hoan hỷ bồ tát, nam mô chứng minh sư bồ tát ma ha tát các đại chứng minh. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức phân ban đi giới trung ương, chúng con là phân ban đi giới tỉnh Quảng Nam cũng như tất cả chư ni đã từ lâu chúng con có một cái tâm ngưỡng nguyện rằng trong một thời gian ngắn gần đây chúng con được bởi vì ở đây toàn thể biên giới Quảng Nam chúng con chưa bao giờ được gặp ni trưởng phân ban biên giới trung ương. Chúng con mong rằng sau này chúng con thỉnh để ni trưởng mang về Quảng Nam cho chúng con được chiêm bái một lần. Còn không biết rằng là cái tâm nguyện của con như vậy thì là thỉnh có được không ạ? Vẫn đang khi đi có được cái tâm nguyện rất là tốt và đồng thời thể hiện một cái yếu tâm chúng tôi sẽ dịch là còn được hay không được
thì đó cũng là tùy duyên, bởi vì ngài cũng đã cam nguyện làm trưởng nên nhiều chuyến đi cũng rất khó. Tuy nhiên chúng ta cứ tin tưởng vào cái nhân duyên, nếu mà ước nguyện của chúng ta tràn đầy thì chắc chắn chúng ta sẽ được sung mãn. Xin cảm ơn và em hỏi tiếp. Dạ mô Phật, từ trẻ chúng con với như quý vị trưởng chúng con đi trong phần ban thì không có cái gì nghe mắt hết. Toàn thể tiên ni vẫn chúng con thì con thấy là tất cả đều cũng có cái tâm tha thiết tu học, tấm cũng tạo vị và an lạc. Cho nên chỉ trừ những khi nóng quá hay là lụt lội thì nó hơi bước xô một xí, nhưng sau đó thì tâm mình cũng yên vui. Chỉ mong quý vị trưởng trung ương ở xa xôi, nhưng mà ở thành phố lớn, gần những cái lúc mà Quảng Nam chúng con mà thiên tai bão lụt như vậy đó, thì xin quý ngài hãy chiếu cố đến cho chúng con một chút, một thùng mì hay là một gói kẹo gì đó thì chúng con cũng rất là ấm áp. Cảm ơn em, nghe nói thẳng quá. Này nhá, thì đúng hết á. Bởi vì hôm trước trong cái trận lực kia rồi, chính xem như là người đã đến Quảng Nam phải không? Dạ, mô Phật, năm ngoái quý vị trưởng có đến, cái sự ấm áp của chúng con từ đó đến bây giờ vẫn còn ấm áp. Ấm hay nóng gì chưa cần biết. Nhưng mà em nhớ, em ngồi xuống đi. Như nói em rất là nhiều lần, em ơi, nhớ gửi một bức tâm thư về chúng ta nghe em. Bởi vì đi đây là đi đến với Quảng Nam này, Hội An này, là sư như đến với cá nhân. Vừa đó sư Như tuyên bố là cá nhân sư Như cùng một vài Phật tử chúng tôi. Thật ra phần này đi lưới trung ương hóa ra, nhưng mà tới Khánh Hòa đã quay về. Cho nên chị nói em rằng bây giờ gần Tết rồi, em phải gửi cả bức thư đi. Rồi vô đó chị sẽ nói thêm rồi đôi khi có được chút chút gì đó. Về đây em chia cát để là quân đề có tiền cho con gái Tết. Dạ, vậy mà con thấy thư của em. Còn hồi nữa thì đi trưởng có dạy em như vậy đó. Nhưng mà lần đó đi trưởng đã đến rồi thăm và cho quà đi giới Quảng Nam thì em thấy cũng đủ rồi. Cho nên là không dám tham lam để mình xin thêm nữa. Bởi vì quý ngài ở trung ương lo tới 60 mấy tỉnh thành. Cho nên rồi em không có thực hiện lời dạy của đi trưởng vô Phật. Cảm ơn em. Xin hỏi chuyên đi rằng là sư trưởng ban của mình nói rằng như vậy đủ rồi, như vậy là chưa đi Quảng Nam vào rồi phải không? Chúng ta không mong rằng lịch sử hoàn cảnh nó tái diễn, nhưng mà nếu có gì khó khăn thì giờ sư phân ban cho chúng tôi được biết và nhiều người cũng biết để cùng đến sẻ chia thôi. Chắc chắn nắng ấm cả bên con cho chúng ta niềm tin đi tới. Giờ bây giờ niềm tin đó sắp xong đó sẽ chia như thế nào, chúng tôi sẽ mời sư Nhật Khương đến quý vị bằng tất cả chân tình của tinh thần pháp lư linh sơn tốt dục. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý vị trưởng chứng minh, quý vị trưởng ban vô vấn và quý vị trưởng trưởng công ban ni giới của Phật Nam. Kính thưa quý chương trình quý vị sư trong ban tiết sự của trường Hà Bảo Thắng, kính thưa toàn thể các hành giả an cư thân thương. Cứ mỗi năm thì phong ban biên giới trung ương đều trở về miền Trung, miền Nam, có năm đi ra tới miền Bắc. Khi đi ra miền Bắc thì không đông, vì nó không nhằm đúng cái dịp các sư tiết hạ an cư. Vì có bận nhiều nông thiền, các vị phải lo ruộng, lo lúa má cái hái, cho nên có lần chúng tôi cùng đi chợ Như Như đi giao ruộng rút ra ngoài miền Bắc, nhưng mà chúng ta không có thực hiện được cái công việc là tham gặp và truyền trao và lắng nghe ý kiến
của tất cả các hành giả an cư. Thật sự thưa quý vị, lời đầu tiên Nhật Phương xin kính chúc đến quý ni trưởng, quý ni sư, ban chứng minh, ban cố vấn, đồng công ban ni giới của Quảng Nam chúc mừng thánh tế tốt đẹp nhất đối với các pháp lực Linh Sơn, vì quý vị đã hy sinh cả một cuộc đời mình cho ni giới của tỉnh nhà, và hôm nay có những vị đã trở về yên vị ở khỏi niết bàn, có những vị đã lớn tuổi không còn phục với ni giới được, nhưng tình pháp lực Linh Sơn đó chúng ta vẫn còn bàn bạc trong nhau mãi. Mặc dù cách trở đường đi xa cách là vậy, nhưng tôi nghĩ rằng xa mặt không cách lòng, chứng tỏ rằng là tất cả các vị đều đã có mặt đầy đủ cho chúng tôi hôm nay và ở đây. Đó là một điều vô cùng tán thán. Ni giới chúng ta từ trước đây, trước ngày giải phóng, thì có Ni Bộ Bắc Tông, Thế Sư Bà với Ni Trường, với Ni Sư đã tạo dựng cho chúng ta một cái nôi, để rồi sau khi giải phóng, nó ở trong cái thời gian mà ni giới ẩn mình, tuy rằng không sinh hoạt với cái tín tăng, với cái chức Phật, nhưng ni giới vẫn thầm lặng đem đến niềm hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người, vì đó cũng là cái tố chất của người nữ. Và mỗi nửa tháng thì chúng ta có ngày Bồ Tát, cái ngày mà tất cả ni giới cho dù bận rộn bao nhiêu thì cũng phải tập trung về một trụ xứ hoặc là ở tại chùa mình để Bồ Tát. Một người cũng phải Bồ Tát thưa quý vị, vì đó là lời giáo huấn của Đức Phật. Rồi tiếp đến, chúng ta lại có 3 tháng an cư trong một năm, vì Đạo Phật là đạo từ bi và ban vui và hứa phổ, đó là cái mục đích chính của chúng ta. Cho nên cho trọn cuộc đời, cho nên lúc ta không còn trên cõi đời này nữa, thì cái lòng từ bi đó không bao giờ đuôi sụn. Làm được việc này hay làm được việc khác, Đức Phật còn sợ kiếm cho một bà cụ. Còn làm tất cả những việc nhỏ bé tầm thường thì chúng ta là con của Đức Như Lai. Tại sao chúng ta có thể chê những cái việc nhỏ không bắt tay? Những việc nào là việc lớn, những việc nào là việc nhỏ, xin thưa, chưa thể định được. Ta nói rằng là rồi ra lịch sử sẽ phân minh, khi mình xuôi tay nhắm mắt về cõi vĩnh hằng, lúc bấy giờ công tội phân minh thưa quý vị. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta phải biết làm sao để san sẻ. Ngày hôm nay tất cả quý ni trưởng, quý ni sư cũng có trường hạ, cũng lãnh đạo ở một vùng, nhất là Bà Rịa Vũng Tàu, tới mấy ngàn ni giới. Thế mà khi lệnh của phân ban ni giới trung ương đưa ra thì cũng sắp xếp mọi việc của mình để trở về cùng với tất cả chị em tay bắt mặt mừng, vừa qua những giọt lệ của các ni trưởng, các ni sư khi đọc những cái lời tâm sự với tất cả phân ban ni giới đã làm cho chúng tôi vô cùng xúc động. Bởi vì người ta bảo đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tất cả quý vị ngồi đây đều là chức vụ của giáo hội giao cho, đều là chức vụ của phân ban nông ni giới giao cho, là lãnh chúng để làm sao đèo lái con thuyền đó đưa ni chúng của tỉnh nhà mình đi lên. Đưa ni chúng của tỉnh nhà mình đi lên không có nghĩa rằng là tất cả những tiếng tâm lẫy lừng, nhưng đưa ni giới của mình đi lên, bởi vì tất cả mọi người sẽ nghe được rằng ở Quảng Nam Đà Nẵng này tất cả ni giới tu tập tinh nghiêm, tất cả ni giới của trường Hạ Bảo Thắng này luôn ôn tầm cối diệp, luôn túc luyện thân tâm, luôn trao dồi tâm vô lậu học đúng với tinh thần luật Phật đã ban ra. Điều đó không phải tự nhiên có thể hạnh phúc có được đâu, phải đánh đổi bằng những giọt nước mắt, phải đánh đổi bằng tất cả những đêm thao thức của các ni trưởng, của các ban chức sự. Thưa chư hành giả ăn cư, những lời này thì tôi muốn đến trao tận tay tất cả những hành giả ăn cư để quý vị thấu hiểu được tấm lòng của người thầy, của người chị, của người đồng đạo của mình
đã hy sinh tất cả cuộc đời của mình để lo cho đàn em có được an lạc không, có được hạnh phúc không. Người ta bảo rằng là đệ tử tầm sư gì, sư tầm đệ tử nan, quả thật như vậy. Người đệ tử đi tìm thầy để mà mình làm đệ tử dễ lắm, nhưng người thầy không có quyền chối từ khi người đó đến xin được xuất gia học đạo. Ngày hôm nay tất cả phân ban nghi giới đi dài khắp từ Phan Thiết ra đến đây đều được các nghi trưởng ni sư than phiền về lớp trẻ ngày nay. Sau khi cho đi học đạo rồi, ở các trường rồi, thì không trở về với thầy tổ nữa. Có người đi rồi không trở lại, có người đi rồi trở về lập ăn thất, có người đi rồi thì cũng không còn tu nữa. Cho nên cũng người ta mượn cái câu của hình như nhà thơ nào đó nói rồi: ngày mai trong đám đi cô ấy có kẻ ra đời bỏ cuộc tu. Cũng có những người như vậy, cũng có những người là chắp cánh bay cao. Cho nên có những người đi vào chùa cũng có cái phước báo là không trải qua những cái lớp học đó. Thậm chí chùa chúng con cũng có cái hạng an cư mà đi tuần chiều thì thấy rằng có những em tùy theo rồi mà vẫn chưa thuộc năng nghiêm. Là nghĩa làm sao? Lỗi đó về ai? Đó là lỗi của thầy tổ. Vì người ký giới cho thọ các giới là tổ thầy. Ngoài trừ trường hợp có những số ít là đi qua các thầy tăng rồi mượn vai vế để ký khi thọ giới, còn tất cả đều do chư tôn đức hết. Thì hồi xưa đó, các vị tôn túc con nghe kể lại rằng mỗi năm chỉ độ một người đệ tử mà thôi. Hôm nay chúng ta vì muốn có chùa lớn, muốn có nhiều đệ tử, cho nên chúng ta độ nhiều đệ tử. Vì độ nhiều thì chúng ta không dạy được. Ở thế gian người ta nói con chỉ được hai đứa, mà mình thì có khi rất đông. Mà rất đông rồi khi chùa thì ít, và khi cái sự phân chia nó không được đồng đều, rồi tâm tà của chúng cũng không có nghĩ được cả lời. Khi thầy tổ thì rất là đệ tử, mà chùa thì chỉ có một. Quý vị ơi, nếu như Phật bổ xứ thì dù ta có chối từ điều đó cũng không được, mà nếu chúng ta muốn tranh đoạt thì cũng không đoạt được. Bởi vì cái gì của mình thì không ai đoạt được, cái gì không phải của mình thì dù trăm mưu ngàn kế chúng ta cũng không thể nào đoạt được. Tất cả các ni giới chúng ta vẫn thầm lặng chung tay góp sức, đều làm tất cả những điều trong tầm tay của ni giới. Vậy thì giờ này chúng ta cũng cứ tiếp tục làm tốt cái công việc của mình, cũng không đòi con dấu nữa làm gì. Mà có khi không đòi nữa thì các ngài cho sớm đó. Tôi nghĩ là như vậy. Thành ra quý vị đừng không đòi con dấu nữa. Bây giờ không có con dấu mình vẫn làm rồi. Hôm nay chúng ta cũng tổ chức được tất thật sự cái ni giới của mình đã tổ chức được về thăm các trường hạ. Đây là trước bên ta. Đầu tiên là cái tiền thân của nhóm cựu học ni, mà người ngồi đây là ni trưởng Duyên Như và những vị ở ni trường Dược Sư, ni trường Từ Nghiêm với tập hợp nhau lại để đi khánh tuế các ni trường, đi thăm non các ni trường. Ban đầu thì gần, về sau thì xa, rồi sau đó 2009 phân ban ni giới mới ra đời. Thì tất cả cái đó mình để trở về cho phân ban ni giới. Chứ thật sự chị em chúng tôi làm việc đó đã từng lâu. Mình phải làm cái điều gì cho tốt đẹp cho ni giới của mình, cứ làm đi, thương các sư, thương các chị em. Đừng nghĩ, đừng sợ rằng người ta chưa hiểu mình, chỉ sợ mình chưa trải lòng mà thôi. Đó là những lời của Nhật Cương muốn chia sẻ đến tất cả các hành giả an cư. Và một lần cuối xin cầu mong mười phương chư Phật gia hộ cho quý ni trưởng, quý ni sư pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Và có một cái điều gì đó mà chưa được vừa ý đối với đàn em của mình, thì mình nghĩ rằng Đức Phật dạy thì pháp trụ pháp vị thế gian tương tự ngọ. Tất cả ni giới chúng ta hãy ở trong cái vị trí của ni giới chúng ta mà làm tốt bổn phận của ni giới chúng ta đi, để rồi tất cả chúng ta đều trở về cái màu sợ và sẽ vượt qua tất cả cái quá thành. Chúc tất cả chư tôn đức cùng tất cả các hành giả an cư một mùa an cư an lạc hạnh phúc. Nam mô Quan Hiện Tạng Bồ Tát. Xin cảm ơn sư. Bây giờ thưa chư tôn đức,
miền Trung trải dài từ Quảng Trị cho đến Bình Thuận, là nơi mà có nhiều trong khí hậu của mình. Cho nên quý trưởng trong cơ quan biên giới trung để tâm và đặt đất hết, thật sự ở miền Tây không có. Miền Trung thì ở Kỳ Nhân Minh này, ngoài chức năng của phó sư sẽ lắng nghe để kịp thời đúng lúc đến các tỉnh miền Trung và bây giờ như thế nào, sư sẽ cho chúng tôi thưởng lãm qua những lời nói tâm tình, những lời thơ từ để đời đến toàn thể hành giả của tỉnh Quảng Nam. Thường bằng chư tôn đức ni trong phong ban ni giới tỉnh Quảng Nam và tất cả quý hành giả hiện diện cùng toàn thể Phật tử, đây mấy năm con có về Hội An, về Quảng Bảo Thắng để thăm ni giới. Trong cái sự quý ngài chia công việc cho con, hôm nay có thể thể làm cho con xúc động nhất từ vì con đi từ Cảnh Hoa ra. Thì Hội An cũng là văn hóa du lịch, quý vị trong phân ban ni giới đón tiếp rất là trân trọng, và một cái gì đó nó ấn tượng làm cho con bục dậy cả nước mắt, con hay không? Rồi những lời đạt bạch của ân trưởng ban, của thức kỷ và những lời chỉ dạy của sư Phó Bạch Đoàn, thì con tâm đắc nhất là cái chỗ Hội An, và con có biết phải có thơ chúc mừng Quảng Nam Bảo Thắng đẹp vô cùng, chư ni toàn tỉnh sống hòa chung, Diệu Quang, Châu Phong và Bảo Thắng cả ba trường hà sống tập trung. Vui thay ni giới sống lục hòa, đồng lao còn khổ dự nghệt nhà, Bồ Đề đào thọ vun bồi gốc, Quảng Nam ni chúng sống hòa. Chúc mừng ni giới tỉnh Quảng Nam, linh sơn cột nhục sống sẽ xa, trên đường trên dưới hòa đồng lo Phật sự, đổi về phố cổ đẹp Quảng Nam. Dạ. Mình thấy Phật dạy là văn thiên vàng kiếp nạn đa mộ, nhưng mình bây giờ có mặt với nhau ở đây tại chùa Bảo Thắng, nơi mà có chư tôn đức ni tiền bối đã dạy công xây đắp. Mừng thay đi giờ chúng ta về đây họp mặt một nhà đệ huynh, linh sơn cột nhục đào tình, chị em ta hãy nhiệt tình lo tu, sớm chiều thực tập công phu để cho ni giới chúng ta kiện hẳn, trên đường hoằng pháp lời sanh, ta nên cố gắng thực hành điều quy, ta nên học hành từ bi, giữ gìn phạm hạnh, nguyện đi đúng đường. Cuộc đời lắm chuyện nghiệp nhương, chúng ta trải rộng lòng thương với người. Chị em ni giới ta ơi, cùng nhau ta hãy vì đời dẫn thân, dù xa hay được ở gần, chúng ta thể hiện tình thân lục hòa. Mai kia già biệt ta bà, về miền tình đồ một nhà đệ huynh. Nhà thưa đại chúng, con có một câu chuyện con xin kể cùng dân đại chúng. Chuyện này là có thật. Có một cái ông già ở Huế và một cậu thanh niên. Ông già, ông bán cái ngôi nhà ở Huế để vào Sài Gòn sinh sống. Và ông không có người ngân hàng, cho nên ông bỏ một cái túi tiền ông mang theo. Và có một cậu thanh niên theo dõi. Thì cậu thanh niên theo dõi từ khi ông rời nhà cho đến khi lên tàu. Và buổi tối hôm đó, thì ông buổi chiều hôm đó, ông mở cái gói tiền ra, ông đếm từng xăng, từng tâm, từng xăng. Ông đếm xong rồi ông bỏ lại, và đem tiền 500 nó ít chứ hẳn không phải là tiền lẻ, cho nên cũng gọn. Rồi ông nhờ cậu ta đi mua đồ ăn chiều. Cậu ấy thấy túi tiền mừng làm theo sạc ông và đi mua đồ cho ông. Xong rồi về ăn thì ông ngủ, và cậu thanh niên tới tìm quanh chỗ ông ngủ. Có tiền ông đi đâu em? Mình hồi nãy ông mới đến tiền rõ ràng đấy,
mà tại sao chị không cấp cứu mà tin thầy? Rồi nửa đêm ông cầu cũng mò thêm nữa cũng thầy. Sáng mai ông cũng lấy tiền ra, ông nhờ cậu ta đi mua đồ ăn sáng và cà phê. Cậu thanh niên cậu chịu lộn, tại sao mà ông cấp đâu mà mình tin ra? Rồi vì hồi trước anh đi tàu hơi lâu nhưng phải anh kêu là tàu nhanh. Rồi chiều lại thì cũng ông đưa tiền nhờ đi mua đồ ăn, mà cũng không tìm ra thì gọi tiền ở đâu. Cho nên cậu ta sáng mai lại cậu ta thủ thật nói: dạ thưa ông, con không biết là ông cấp tiền chỗ nào, mà hôm qua đến giờ là con tìm mãi thấy không để đâu hết, mà giờ chưa thì không có tiền. Ông cười ông nói: hồi hôm tôi để trên đông dương cầu á, giờ cái ngắn mà cầu để đó, vì tôi cũng thấy có ngày ngày chút, cho nên tôi để trên chỗ cầu cho an toàn, cho tôi già yếu đi rồi gom sắt đi. Ôi trời, nói được quá. Cầu thanh niên lại xuống ban đại nhà: con thủ thiện là ông, con là giang hồ nổi tiếng này, và con theo dõi ông này, xét cho được thì xét tiền ông, nhưng mà không ngờ ông thôi, con dám làm việc đi này. Thì mình thấy nhiều khi mình đi tìm những cái hạnh phúc bên ngoài, tìm những cái tìm Phật ở bên ngoài, mà mình quên trong mình có một đức Phật, và mình phải nuôi lớn đức Phật ở nơi mình một ngày. Còn mình đi tìm bên ngoài thì chắc là khó. Và hành giả an cư chính là để trở về tìm lại đức Phật chính mình. À, có lần con ở Thái Lan thì con đi mua đồ để đem về Việt Nam. Con ngồi con đóng gói một thùng đồ rất là kỹ, từng lý từng xí. Thì khi đó con tả thì con nói là mình chỉ đi một ngày đường, thanh lý một ngày đường mà mình đóng kỹ như thế này, mình chuẩn bị kỹ lưỡng như thế này, để mình là chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày con trở về chứ. Con đặt cho mình một câu hỏi. Và lúc đó con viết ra bài thơ chuẩn bị hành trang: ba cao một thấp còn chi, cao mờ cao mỏng cao được và thấp cơm. Bây giờ mới thấy là suy rõ ràng, hèn chi cứ bị xâm xoàng, nhà ăn biển ngủ không còn như xưa. Mươi có dẹp con vượt bài bán ta sống lâu thì cũng thấy thừa ít đi, ta nên cần phải nhớ ghi giữ gìn chẳng niệm phòng khi vô thường. Cần bị hành trang lên đường, đừng nên lưu luyện tầm thường thế gian, giữ tâm cho thật bình an, phòng khổ ba biệt vẻ toàn và đi, đoạn trừ tham ái sân si, bỏ buông sở hữu chạm ly căng trần, bao nhiêu nghiệp chướng phăng dập, trở về bản thể an lạc thật thơ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giới kinh là thầy soi đường con đi, đó là thao thức đầy phương thức mà sư Thiện Cương cũng đã gửi đến công ban của tỉnh Quảng Nam. Vì nghĩ rằng chỉ có những người chị đầu đàn sẽ nhắc thức và bảo bọc nhiều hơn đây nữa. Làm một con chiêu đầu đàn, đương nhiên phải bay khắp mọi miền đất nước để tìm những thức con được lạc, con ăn của mình. Điều đó thể hiện cái tình mẫu tử thiêng liêng, và cao hơn đó là bậc ân sư cảm định. Kính thưa quý vị, Hỏi rằng ai đâm đưa mấy nhịp ngẫu tre, hỏi ai đâm đưa mấy nhịp ngẫu tre, qua hoàng lam nắng quá ngón phải che, nghe rằng khi hầu cắt khe, hỏi em có vui đời tu không. Thưa chư huynh đệ, về hội an tâm lại chư ni, ánh mắt nhìn nhau trong ngàn tâm sự, cầu an vui cuộc sống tu hành. Chân lý Phật đại
với muôn ngàn sao sang chiếu tỏ muôn nơi mà vẫn âm thầm e lệ người lối đi cho trăng sáng một tim rằng thế nên vạn sự quy nguồn đêm sâu đâu mãi vương sầu với trong em dù lạc lối sao băng tình đang thì sẽ nối bến sân đi tình hoặc đi em cho vơi niềm đau khổ mùa đi em cho tan hết sương mù cho mắt mẹ già sáng lại niềm tin và cho má chữ ni ứng hồng trong nắng ấm chưa biết gì Quảng Nam yêu ơi, chúng tôi đã nghe rồi, tất cả đã thấy và cũng đã tặng mặt nhiều nơi, đã đứng trên địa bàn của đất đai và địa lý thì người ta bảo rằng các tỉnh miền Trung, Quảng Nam là một tỉnh có nhiều đất đai. Quý vị biết không, có 9.730 km đất. Trung bình mỗi một tỉnh người ta chỉ có 5.000 thôi, mà mình có 9.000 mấy. Như vậy là Quảng Nam được gặp cũng thanh thang, nhưng câu cuối cho hơi buồn. Là vì đất rộng đỏ nhưng đồi núi và đất trắng đã chiếm hết rồi. Cho nên đất sinh hoạt của Quảng Nam không nhiều. Thế tôi biết cài lên sỏi đá. Mà thưa quý vị, người ta thường bảo rằng những cái loài hoa mà nó mọc trên đá thường là những loài hoa rất được trân quý. Phải chăng cái gì đang là những loài hoa mọc trên đá? Chùa Bảo Thắng, Hội An ngày xưa xa xôi trong sinh lập để đặt tính hiệu. Bởi vì mỗi lần đi ngang qua hoặc là chưa đi ngang qua thì nghe phải qua đèo Hải Vân là một điều sợ hãi. Miền Trung nắng ấm dù có nhạt nhòa theo từng thời gian của năm tháng, nhưng tình người thì chúng ta mãi là văn ca tiếng hát cầu đồng. Nếu như Kiều Đồng Duy ngày xưa cùng với 500 người nữ dòng xã Duy đã đi trên đất đầu trần, có thể nói là áo thì bóng bụi, chân thì nhuốm máu, như thế vẫn không có một cái gì nặng ký đến với Đức Phật để cầu xin nhiệm màu giặc con. Ngày hôm nay chúng ta được đầy đủ thiện duyên, chúng ta quay lại thời đi bộ Bắc Tông, thì Hội An, Quảng Nam ở đây quý đi trưởng cũng đều là những bậc thạc ni xuất chúng. Còn nói về vấn đề nan giải của tình thầy trò thì tôi thương được chuyện thầy trò chuyện xưa kết lại thành hoa trái hôm nay và nhân mới sau này, đó là chuyện thầy trò kết thành hoa trái hôm nay để có những nhân mới. Các chị bây giờ tâm sự trung ương cũng có thường tâm sự và nói chúng tôi hỏi nếu ai là đệ tử của ai thì quy về trách nhiệm của bổn sư đó. Cho nên quý vị phải liệu nhé, phải chừng lấy dường nuôi con em mình cho thích gia. Chị Quynh cũng đã nói chính quý vị là người ký tên. Còn những vị mà cao vai xa chạy, dù là thầy mình còn sống chưa phải đến lúc phải đi y chỉ, mà mình lắp chỗ này luồn chỗ kia để y chỉ đó, thì dựng phường bồn bạc ra đi. Bởi vì xưa kia thời thầy thì thương Nhạc Phi. Nhạc Phi là một người đệ tử rất tôn kính các bậc thầy. Ta có làm được cái Nhạc Phi hay không? Đó, cho nên chúng ta phải thấy người tu hiện nay các chị em nhỏ
nhỏ thì nhỏ hơn chúng tôi thôi, chứ còn không phải nhỏ tuổi đời đâu. Hết đời là tuổi này, 30-40 tuổi sắp lên là cũng đã từng có chức phận, cùng cũng làm chức đóng chức bạc, thì không gọi là nhỏ. Thế thì cái gì đã tìm cho mình một con đường sáng. Thế cho nên người ta bảo rằng ai nói chiếc bàn là nơi phải ngưng, nói mò nói dối. Ai nói chiếc bàn là nơi về sống thì xin trả lời nói là nói mò sai lầm. Chiếc bàn không phải ngưng mà cũng không phải sống, mà chiếc bàn là trạng thái nơi đó đã diệt trừ và chấm dứt ngoài phòng đang trong ý niệm dục lạc. Cái chiếc bàn là cũng có mặt tại đây, và địa ngục nó cũng có mặt trên cái đường này. Mọi ý niệm mà vấn đề rời bỏ thầy tổ, tôi không biết vấn đề như thế nào, cảm thấy mình xót xa đấy, lắm phải không gì được hơn. Nếu mà chị đặt mình trong hoàn cảnh đó, mình cảm thương sẽ bằng những qua, cảm thương sẽ bằng những trí vô cùng. Cho nên thứ vấn đề, người ta bảo rằng, dù là cha mẹ mình vùi lỡ, nhưng nơi nào cha mẹ mình ở, nơi đó thiên đường tôi ở đây. Cao lên ân sư giáo dưỡng, công đức ân sư nó to lớn như việc trời. Xưa nghe tiếng thầy ngân nga, cuộc đời như sương mờ, và phù thế an mây trôi. Thầy mình xưa dạy như đó, để cái cuộc đời này nó như là một làn mây. Nếu không cố gắng tu hành, không tấn căng lời dạy các bậc ân sư, thì quý vị cũng chẳng cách nào như một người ở thế gian, họ ham chỉ buôn bán cờ bạc sư dân. Mà một khi những người này đi ra đường, chẳng hạn như bây giờ trời đang mùa hè của Quảng Nam, họ đi với tàu trần, họ thấy nóng quá, họ mới nói may ăn may, cho tôi một phần may đi. Thì đương nhiên cũng có những quần may lang thang và nó đến tụ lại để nó che trên đầu đó của vị đó một chút, nắng nó không lan tỏa được. Nhưng mà thứ chứng minh đề may là nó bay đi, cho nên rồi chỉ đó đây là đó may bay đi, vẫn để trơ cái đầu của người đó cho nắng táp. Đức Thế Tôn dạy, bằng việc làm chất chính, gắn bỏ trong nghĩa tình thầy trò, chúng ta không làm những việc gì giả dối dân ta. Từ đó, phước báo này sẽ cho chúng ta kế thế được có chùa, hoặc có phước báo thầy trò cực y cho mình để làm chùa, thì cũng quý như là một cuộc đời chân chánh ta cắt được ngôi nhà, để ngôi nhà này ta vượt cả nắng và cả tránh luôn cả mưa. Quá kiên cố. Thế thì những con người bước đi ở thế nhân, khi một người cha người mẹ nuôi con đến lúc trưởng thành, nhất là người mẹ mà nuôi con gái thì rất âu lo, bởi vì người ta nói là hũ mắm nó treo đầu vàng. Vì vậy cái anh mắm mà nó treo ở cái đầu giường như vậy đó, thì nó không biết nó thối lúc nào, hoặc nó bị mèo ăn, hoặc nó bị chó cắn lúc nào không biết. Cho nên người mẹ ở thế gian như cái gì đang ngồi đó còn biết dạy con mình. Học hành đi con gái mẹ ngoan, mãi kia mong nọ còn đi lấy chồng. Chẳng được con gái đúng trong, một lần xa hoa bạo hồng, ngàn năm con giữ chúng bên lòng. Mẹ mình dạy mình như vậy đó. Còn bây giờ mình đủ duyên hơn, mình vô chùa, thầy mình dạy rằng, nhớ nghe con, thiền môn thiền na lo thành, giải lòng từ bi để cứu độ nhân sinh. Đó là những việc mà thầy mình đã dạy. Trong cuộc đời nó có những cái căng trầm biến đổi, trong cuộc đời nó có nhiều ngọt đắt mà chính con cũng không được. Bởi vì cứ nhìn thấy tưởng đâu có những người sung sướng ăn sang mặc đẹp đấy,
nhà cao cửa rộng đấy, nhưng mà biết đâu bên trong mà đầy đau khổ vô tư. Cho nên người tu chúng ta ngày ba bữa cái bằng dỗ cùng rau bình bịch được chưa, ăn cơm với rau được chưa, đêm năm canh thì ăn giấc ngủ yên là không sao cả. Rồi chiều chẳng có gì ngoài những bất ký. Nhưng mà hôm nay thì thưa huynh đệ, vì lý do này mà huynh đệ bảo rằng con không thể bỏ chùa để đi được. Đạo tặc lắm thầy ơi, bỏ chùa, khép cửa, bắt cài cửa lắm, thỉnh nào là tượng Phật nào lồ nêu sông chảo nó cũng rinh. Cho nên vì lý do đó mà con đâu có đi hẳn cứ nữa. Vâng, ai cũng thấy điều đó, chính Sư Như cũng thấy điều đó. Nhưng mà chúng ta không biện luận, và cái thân này chúng ta còn không giữ được thì tiếc gì ba cái mới lâu xanh đó. Chuyện phải làm ta làm, chuyện phải đi ta cứ đi, chúng ta không ngần ngại. Nhưng mà điều quan trọng nhất là sinh cái tôn đức ở nơi đây, và thì em cũng là người rất tâm đắc. Có thể nhiều gì đến đây giảng trong mùa hạ này, và nhất là ngày thường 9 tháng còn lại thì chùa cũng vẫn tiếp nhận để cho một tháng 2 lần tiếp giới Bồ Tát. Thì theo Sư Như Thiết Nghị, ta không phải chỉ làm việc của ta đó hả, mà 9 tháng còn lại ta còn phải nhiệt tình hơn. Mỗi ngày rằm hoặc là không 9:30 về theo đủ thiếu, các em về đây một ngày á, chùa ra đi có chút gạo đóng cơm ăn với rau luộc cũng được, nhưng phải ghi nhận buổi sáng 6:30 có mặt rồi sinh hoạt có thể như là một cuộc đổi trao phát toàn trong nửa tháng. Ai có cái mẫu chuyện nào hay trong nửa tháng ở huyện này, có cái chuyện gì xảy ra rắc rối, phân ban giới phải làm mặt để giải tỏa trong buổi sáng này. Rồi đến 11:00 gõ tiễn chùa cho ăn cơm, ăn cơm xong nghỉ, đến 1:00 làm việc tiếp, đó là kinh giới Bồ Tát, sau đó thì mới được ra về. Chứ còn nếu mà em dành cho Bồ Tát trước rồi em bảo đầy ngủ đã đi chiều để sinh hoạt thì em sẽ thấy em thất bại. Cho nên em ghi cho tôi một biến số danh sách của ai, ai có mặt là chéo v.v. đại chi làm cuối năm, đại chi cuối năm dầu sao nữa phân ban đi giới cũng phải có một cuộc tiền gọi là tạo pháp cuối năm. Thì tùy theo cái mức độ của những người tính tất đó mà các thầy thưởng cho họ một cục kẹo hay là cái bánh gì đó, cũng gọi là một miếng giữa làm bằng một sàn sáu bếp. Xưa và nay đều chung chiếu, rằng làm sư cũng thấy càng lời. Ba tháng ngàn cư giúp mọi tâm lập từ tên ghi đắc đủ rồi cho mọi chư ni nâng cao giá trị tâm. Nương lục quả kiếm dài đặng cưng cho thế nhân tin tựa quay về. Tu ba tháng giữ lục quả để làm ruột bất điền cho sanh chúng. Mà nếu mình cứ nương vào bắt lục quả và đồng ruột hiện nay hơi rất khó khăn. Niềm vui vô tận, bởi vì Sư Như Minh đã nói rằng đang đồng cấm và cũng rất kính quý. Nhưng chắc chắn thì siêu qua đồng nó thì ở các tỉnh miền Tây cũng có những cái tỉnh rất kính quý chị bên đây, nhất là họ không nói đâu xa Bến Tre với Trà Vinh thôi, Bến Tre với Tiền Giang. Phải nói là
99%. Trời ơi, mình đến mình thăm, mình nói chuyện, toàn là những chuyện dạng. Hỏi ra thì người nào cũng gần 90 tám mấy. Mà không phải là đi đâu về đâu nha, ở luôn 3 tháng. Hầu như tất cả các vị trung đi đều ở luôn 3 tháng hết. 99%. Còn chúng ta đang sống với bậc đàn anh, với người cha của mình tìm thế nào đó, thì đó là cơ duyên của cái gì. Cho nên cũng đừng buồn, đừng than, đừng đặt người ơi, mà chúng ta phải cảm nhận vừa một lời thơ nào đó để nói lên tâm đạt vương mắt hôm nay. Gieo hạt tình thương nảy mầm trong xương, và ngọt đến trường một ký Tây Lương. Người ơi trong ký băng xương, đừng buồn ai nhé, càng dương vẫn sầu. Nắng mưa ngồi mãi đầu, tà tơi đeo gió, còn dấu lạc đây nó có cửa đại, cho nên rác nó không có mắc lại đâu, cho nên nó không nó chảy ra biển đâu, cho nên nó không còn còn dâu nữa, thì chắc chắn nó không còn còn dâu thì nó không lạc nữa, còn nó sẽ bay bổng và xoắn mắt lên để tạo điều kiện cho Hội An ngày càng thêm thời thất. Thôi thì tất cả những gì đều do thiên Phật, chỉ có điều là theo chi ly quả năng. Chứ tôn đức rất dễ thương, nói khác hơn là dễ kinh. Sự có mặt của cái gì trong hôm nay của tôi biết chạy về nhiều lắm. Từ ở cuối thành mà chạy về đây, từ ở các quyền mà chạy về đây, đi xuyên Thăng Bình gì đó, đâu phải dễ dàng. Mà chúng tôi cũng rất mong như vậy. Lát nữa đây thì Phật tử chúng tôi cùng với tôn đức ở thành phố Hồ Chí Minh và xa hơn góp phần đền tài cho chúng tôi có một chuyến đi này. Nó chỉ là một con đường rất nhỏ, bởi vì chúng tôi chia nhiều nơi quá, trải dài từ Bình Thuận mà ra đến Quảng Trị là con số chia đi tới 2.500 rồi. 2.500 con thơ đang có mặt thì số tiền chẳng là bao. Mà sợ gì chúng tôi nhắm phát ban với tỉnh cố gắng mời toàn thể chị em chuyến đi. Vì chúng tôi biết rằng đất kính mà nếu có dài nó chỉ trong cái số thôi. So với chúng tôi thì nó ngắn hơn. Mà chúng tôi thì muốn nhìn cái gì để thấy rằng bộ mặt của em mình như thế. Để không phải nhìn nhận một cái gì mà mình không thấy mà như lời thơ người ta thấy. Cái mặt dài dài chặt giống ai. Cũng vợt lai rai tình quan dài và đài trang nhan nhạt ít con người. Nếu mà chúng tôi không tận mặt thấy thì tôi sẽ âm thầm với bạn thơ đó. Nhưng mà bây giờ thấy rồi, nhìn người nào cũng vui, đi rừng rau luộc cánh tương, chả có ớt ngày ba buổi, nhưng mà không có người nào ôm cả. Đó là niềm vui rồi, phải không đệ? Rồi, vui rồi, ta phải thấy quá niềm vui. Không nơi nào đẹp bằng cái hướng con đâu, bởi nó đó có luyện trang là có tình thầy trò, có mấy ông của gia đình, nơi tiếng gốc mà con lạc lòng hay gọi rằng dấu nhau cắt xuống nơi đây. Gió trên cao bây giờ gió thổi về đâu, cho ta nhắn gửi đôi lời. Lời thương thầy tổ, lời buồn cho tôi. Vậy đi lâu quá không về, thầy nhà chết rồi. Lúc bây giờ về khóc, nhưng mà khóc đâu phải ở đây không đâu, đi nữa. Mai tôi đi rồi bỏ lại một chung quê hương, cùng ba quý người tích lần về lại thăm quê. Nhưng dù đi chốn xa khơi miệt ngoài, tôi luôn nhớ quê hương đồng nàng. Lời ru đầy tố,
lời du Tây Tôn vẫn còn trong em. Đừng quên nghe con, thầy tổ thương mình lắm, đừng quên nghe con. Rồi ngày mai chim bay về rừng, rồi ngày mai nước đi về biển, rồi ngày mai gió ra ngàn cơn, rồi ngày mai chim bay về cuối đồi, trả lại đất trời người đắng thương đai. Ôi kiếp vô thường đau, sống không có còn gì một kiếp hoa. Sông không cũng còn chỉ hạt hạt sương xa, hạt rơi một phần hạt chốn cung tâm. Rồi ngày mai thân ta tan tàn, rồi ngày mai dấu chân mờ xa, rồi ngày mai mắt đâu trời thăng, rồi ngày mai mối ta tôi hết hồng, cuộc đời bên bông xuôi dòng tay không. Chương trình này mời Dương Thủy đại diện cho chương trình này dân lời đáp mặt để đúng giường trận chương trình. Hôm nay được sự chỉ dạy của chư tôn đức ni ban giới trung ương, đương theo quỹ ngài chúng con được phước duyên có mặt tại tổ đình bảo thắng sáng hôm nay. Chúng bạch chư tôn đức ni đi theo luận đạt tỳ ni, cứ mỗi khi ba phường nở khắp bốn muôn phương, là bảo hiệu mùa an cư kiết hạt đã trở về, mùa tăng sĩ trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam. Lòng anh chị em chúng con vô cùng vui mừng, hạnh phúc và hãnh diện. Tuy các Phật đã lâu xa, nhưng cho đến hôm nay chúng con vẫn ghi được hình ảnh đáng kính của người tôn sĩ từ đường đi của Phật. Lòng chúng con vô cùng hân hoan xúc động. Đi theo tinh thần trách nhiệm đối với đạo pháp, từ từ nhắc đến về sự tự đồ tu hành của chư tôn đức ni trong ba tháng an cư, hàng phật tử chúng con có phước đức tinh tài đến Phật. Tuy chẳng đáng là bao, nhưng nói lên tất cả tấm lòng chí thành chí kính, thành kính cúng dường như pháp. Xin hồi hướng công đức phước báu này cầu cho đạo pháp tương long, đất nước hòa bình, nhân dân an lạc, tan tay các nạn được tiêu trừ. Và để hồi hướng cầu cho của miền đất tổ của chúng con được siêu sanh phật quốc, hướng công chư tôn đức ni từ bi mẫn nạp và chứng minh cho chúng con được tấn chiên công đức. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Phật. Thỉnh chư ni đồng niệm Phật chứng minh. Nam mô Phật. Ta chỉ đi ngồi giữ cái vị trí để Phật tử đến cúng dường về đất tập điện đi đạo Phật. Giờ một con tư trong này 20 tỷ để cái gì sử dụng trong cái mùa hạ này anh đi đạo Phật xin lên tính lên. Dạ, anh đi đạo Phật từ hạ đây nha. Như vậy đó nha. Dạ mô Phật, trong khi quý vị cúng dường cho con xin ra một bài thơ để cúng dường lên thư công đức trung ương. Bài này thì nói về Hội An năm nào và bây giờ đó, Hội An ngày xưa đó và Hội An bây giờ.
trong cái nội dung bài này thì nói tuy rằng là Hội An có những sự thay đổi hồi xưa và bây giờ, nhưng mà có một cái của Hội An không thay đổi, đó là Hội An năm nào nặng vàng reo ngày hàng, mỗi cô tư nhiều mặt bằng cây đa. Hội An bay chờ từng hờ con ngược lạ, chờ người về sưởi ấm lội đi xưa. Hội An năm nào đôi cuộc mọc, người nhà bước tăng trường lúc chiều buông. Hội An bay từ Tây Tàu đến tấp nập, rộn ràng vội vã ngậm mấy rêu xanh. Hội An năm nào trăng vàng sáng lung linh, Hội An bấy giờ trăng vẫn lung linh sáng. Hội An năm nào chữ Hội An ơi, Hội An bấy chữ Hội An ơi, con mãi vọng về thứ xứ Trung ương ơi, con mãi vọng về Hội An ơi. Xin cảm ơn. Đường bay mặt quý ni trưởng, quý ni sư cùng đại chúng, kính thưa tất cả quý Phật tử trong đoàn, thật là một cái niềm vui lớn trong mùa hạ này của chúng con. Chúng con được quý ngài đến sắc tấn tu học và ban bố cho những lời dạy chí thiết của một ni giới tu hành như thế nào. Chúng con xin y giáo phụng hành và nguyện sẽ cố gắng tu học trong 3 tháng an cư và trong những thời gian còn lại trong 9 tháng, chúng con cũng cố gắng thức niệm thanh tâm như những ngày an cư. Ngưỡng mong quý ngài từ bi nạp thọ cho chúng con được tri ân tấm thật tình của quý ngài đã đến với chúng con. Chúng con cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ sức khỏe cho chư tôn thiền đức trung ương, Phật sự viên thành pháp thể kinh nam, và cho đi giới Quảng Nam chúng con hướng về thành kính đảnh lễ sư bà trưởng thông ban trung ương. Cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho sức khỏe của chư bà được an khang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Này em rất là cảm động, cũng rất là chân tình. Còn cái này thì thôi, chúng tôi gửi lại, không phải là chúng tôi từ chối đâu, nhưng mà chúng tôi gửi lại bởi vì chúng tôi đủ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rộn ràng, mùa xuân đang